Anh nhắm mắt lại đi. Em mới học được trò ảo thuật này hay lắm. Hôm nay định làm anh bất ngờ à? Bây giờ bọn trộm nó manh động lắm, nhỡ may nó làm gì anh xong rồi em bị làm sao. Em không muốn mất anh đâu. Thôi được rồi, để anh gọi công an. À, đừng có gọi công an, dù sao thì mình cũng đã mất cái gì đâu, anh bỏ qua đi. Với cả bây giờ gọi công an trộm thì không tìm được, rồi giấy tờ thủ tục nó lằng nhằng ra. Nhưng mà làm sao để yên như thế được, ban ngày ban mặt vào nhà mình ăn trộm. Thôi lần sau em để ý cửa giả hơn là được mà. Em có sao không? Em không. Ơ, bạn tôi. Nhầm, bạn cũ chứ nhỉ? Lâu lắm gặp. Cậu đến đây làm gì? Tất nhiên là không phải đến đây gặp cậu rồi. Đến làm việc. Tôi là đối tác của dự án mới bên cậu. Tôi đọc bản kế hoạch rồi. Cũng có tên trong dự án. Thế là anh em mình lại có dịp làm việc chung với nhau. Vui nhỉ? Dáng người của nó sao giống tên trộm hôm trước vào nhà mình thế nhỉ? Lúc mình ném chổi vào chân bên trái của tên trộm, giờ thằng này cũng tập cách nhà trên bên trái. Chẳng lẽ lại có chuyện trùng hợp như thế? Anh kiểm tra đi. Em chỉ về nhà lấy chút đồ thôi, không lấy gì mang đi đâu. Cũng có sao đâu. Dù sao thì trước đây ngôi nhà này cũng là của em mà. Em có lấy gì thì anh cũng không nói đâu. Mà này, em sang nước ngoài định cư thật đấy à? Ừ. Em muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Buồn cười thật. Em chính là người phạt bội anh, cắm sừng lên đầu anh. Vậy tại sao vẫn để hình ảnh hai đứa mình làm gì? Cố tỏ ra hối lỗi à? Từ trước tới giờ chưa bao giờ em phản bội anh, nên em chẳng có gì để mà hối lỗi cả. Có ai làm sai mà thừa nhận lỗi lầm của mình bao giờ đâu. Chuyện em ngủ với thằng Cường bạn anh, vậy mà bây giờ em nói là em không cảm thấy hối lỗi. Em không làm gì sai, tại sao em lại phải nhận? Mà em còn đang nghi ngờ Trà và Cường, hai người bạn của anh, cấu kết với nhau để hại anh. Lên, uống tiếp đi. Uống đi. Nè, uống cạn đi nào. Lên. Uống nữa đi, Linh! Linh! Linh ơi! Linh! Nhiệm vụ của em xong rồi đấy. Bây giờ là việc của anh. Em nhớ chụp cho rõ nét vào nhé. Nhìn những tấm ảnh như thế này, ai nghĩ đây là hiện trường giả cơ chứ. Để em gửi cho hắn ta, rồi gọi cho anh ta luôn. Alo, anh Hùng à? Anh về nhà nhanh nhá. Anh nhìn những tấm ảnh em gửi chưa? Anh về nhà đi, rồi anh sẽ hiểu mọi chuyện ạ. Kế hoạch của anh sắp thành công.
để anh bế nó vào trong, đợi cho nó về. Em đã cố giải thích với anh, nhưng anh đã không tin và quyết ly hôn. Sao anh không nghĩ xem tại sao Trà lại có mặt ở đó để chụp những bức hình em và Cường âu yếm với nhau? Tại sao cô ta cứ nằng nặc ép em uống bia dù biết em không uống được? Em thôi đi, em đừng tự biến em thành nạn nhân nữa. Trà là một người tốt, cô ấy là một người phụ nữ rất đơn thuần, chứ không phải là ai. Trà không đơn giản đâu. Cô ta chính là kẻ chủ mưu trong tất cả chuyện này đấy. Nếu không tin thì hôm tới anh cứ giả vờ đi công tác rồi về đột xuất xem. Có thể sẽ có điều bất ngờ đấy. Sao mọi chuyện lại có thể ngẫu nhiên như vậy chứ? Từ việc Trà giả vờ làm ảo thuật, rồi đến có tên trộm ở trong nhà, tên trộm bị thương, thằng Cường cũng bị thương. Chẳng lẽ... Vợ ơi! Sao chúng em vào giờ này? Làm nào rồi? Dù chưa ảo thuật cũ thôi, anh núp ở sau lưng của em. Khi nào anh ta không để ý thì anh trốn đi. Sao anh về sớm thế? Em tưởng anh đi gặp khách hàng. Khách hàng có việc hủy đột xuất nên anh đi về thôi. Mày làm cái gì đấy? À, em làm trò ảo thuật ý mà. Đợt trước em làm bị lỗi, bây giờ thì em biết rồi. Anh nhắm mắt lại đi, em tạo bất ngờ cho anh. Sao? Bất ngờ của tôi đây. Anh, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Anh phải nghe em nói đã. Tao tưởng là dạo này mày khấm khá lắm cơ mà. Việc gì đến nông nỗi phải đi cướp vợ của bạn thế? Vợ nào của tao mày cũng cướp à? Bỏ tay bẩn của mày ra. Anh ơi, anh bình tĩnh lại đã, đừng có manh động ạ. Nói, có phải là mày quen Trà trước khi Trà đến với tao không? Có phải chính hai đứa chúng mày lên kế hoạch phá vỡ hạnh phúc gia đình tao? Không. Đúng. Phải. Sao? Làm gì phải giấu? Anh yêu em trước cơ mà. Sao anh cứ mãi phải trốn chui trốn lủi như thế? Tao và Trà yêu nhau trước ấy. Rồi sao? Chính bọn tao lên kế hoạch để phá hoại hạnh phúc của mày với Linh. Mày tuổi gì mà hạnh phúc hơn tao? Giàu có hơn tao thì có. Anh em tính cả rồi. Mình mà cứ làm nhân viên ý thì mãi cuộc đời không khá lên được đâu. Chỉ bằng... Sao? Muốn làm gì? Em muốn lấy anh Hùng. Anh điên à? Em đang là người yêu anh sao lại lấy anh Hùng? Anh bình tĩnh đã, nghe em nói hết. Em phải lấy hắn ta thì công ty này mới là của em. Khi nào mà có tiền tài trong tay ấy, em sẽ ly dị hắn ta để quay về bên anh. Thật đúng không em? Hay là lấy cớ chia tay cớ đừng giấu? Anh này, anh biết là em yêu anh nhiều như thế nào mà vẫn hỏi câu đấy à? Em chịu hy sinh như thế này chỉ để cuộc sống của hai đứa mình hạnh phúc hơn thôi. Nhưng mà cái quan trọng bây giờ ấy, Linh cũng đang vợ Hùng cơ mà. Mày thấy đấy, bây giờ ấy, mày chỉ là một thằng thất bại thôi. Tất cả mọi thứ của mày tao sẽ lấy hết. Từ tiền bạc đến cả vợ của mày. Anh im đi. Anh ơi, anh nghe em nói đã. Em với cả anh Cường không có gì đâu à. Anh phải nghe em giải thích đã. Cô là một con đàn bà khốn nạn. Cô vì mục đích của bản thân mình mà không từ bất kỳ một thủ đoạn nào cả. Cô được không? Bây giờ mày chửi ấy, thì có tác dụng gì? Mày chỉ cần ly hôn Trà một cái thôi là một nửa tài sản ấy, sẽ thuộc về bọn tao. Và với số tiền đấy, bọn tao sẽ sung sướng cả đời. Tao biết vì sao mà mày mãi nghèo, mãi hèn rồi cơ. Bởi vì mày ngu. Mày nghĩ là tao sẽ để yên? Mày nghĩ là tao sẽ để tiền của tao rơi vào tay của bọn mày? Không có đâu. Kế hoạch của em sắp thành công rồi. Nhưng mà
Chúng mày cút đi được rồi. Lôi con nhân tình của mày ra khỏi nhà tao. Em, mình đi. Không có tiền của nó ấy, cũng có sống tốt. Nhà của tôi, tiền của tôi, không được, không được. Không biết là cô ấy đã kịp ra sân bay chưa nhỉ? Cuối cùng thì anh cũng kịp rồi. Có chuyện gì mà anh có vẻ vội vàng thế? Anh biết hết sự thật rồi. Sự thật gì cơ? Anh xin lỗi. Thời gian qua anh đã không tin tưởng em. Anh đã nghi ngờ em sai rồi. Tất cả những chuyện này đều là do Cường và Trà, là hai người họ cấu kết với nhau để phá hoại hạnh phúc của chúng ta. Linh à, em cho anh một cơ hội được không? Em có thể quay trở về bên anh. Anh hứa là từ giờ trở đi, anh sẽ tin tưởng em. Anh sẽ không bao giờ nghi ngờ em nữa. Có những thứ đã vỡ rồi thì không thể hàn gắn lại được đâu. Lòng tin cũng vậy. Anh không tin tưởng em, em cũng đã khiến cho anh phải nghi ngờ. Vậy nên chúng ta khó lòng mà có thể tin tưởng để tiếp tục. Linh à, mọi chuyện đều có thể thay đổi được mà em. Chỉ cần em cho anh một cơ hội thôi nhá. Muộn rồi.